Hôm qua tại thị trấn Ốc Eo, quyền Thoại Sơn, Ban Quản lý Di tích chân hóa Ốc Eo tỉnh An Giang phối hợp với nhóm thiện nguyện Tây Thiên, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao 300 phần quà cho bà con nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quyền. Theo đó, đoàn đã trao tặng 200 phần quà cho bà con nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Thành, Dọng Đông, Giồng Thề và thị trấn Ốc Eo, mỗi phần trị giá trên 250.000 đồng, gồm 10 kg gạo, mì gói, đường, bột ngọt, nước tương, trao tặng 100 suất dụng cụ học tập cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị trấn Ốc Eo. Tổng kinh phí trao quà đợt này là 75 triệu đồng do ban quản lý di tích Giang Qua Ốc Eo tỉnh Dân động nhóm thiện nguyện Tây Thiền, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của đoàn thiện nguyện đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn góp phần cùng với chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bà con san sẻ phần nào đối với những hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh tạo động lực giúp cho các hộ dương lên trong cuộc sống